Các bạn ơi, vào phía trước của mình đây là một chiếc xe Sachia các bạn nha. Độ bilet Kenzo S900 Pro Laser 2024 các bạn nha. Và anh khách hàng này làm mình làm vừa xong cho anh khách hàng này luôn các bạn. Đó, vị khách hàng này cũng khoảng 10 năm làm bên shop mình rồi ha. Hôm nay đặt lên cái pin này quá chất các bạn ơi. Rồi mình muốn quay như thế này để cho các bạn biết được là bên trong của mình như thế nào ha. Bên trong của mình đây là hộp chống nước các bạn nha. Đó, hộp nước mình đi rất là keo, rất là kỹ càng ha. Ở dưới này là lỗ thông hơi. À, khi mà cái đèn nó hoạt động á, dở lên xíu. Khi mà cái đèn hoạt động các bạn, cái đèn hoạt động thì gió nó sẽ hút vào cái đường những cái lỗ thông hơi này các bạn và sẽ đẩy ra cái đường trên đây các bạn nha. Mình nè, những cái lỗ trên đây nè đã đẩy ra. Thì lỗ thông hơi bên mình thì có hai ngăn đầu và ngăn thứ hai ha. Bảo đảm là gió nó sẽ cung cấp đủ cho tản nhiệt cho cái pin nha các bạn. Rồi ok các bạn. Rồi. Chào các bạn. Và phía trước của mình đây mình đã hoàn thiện xong, đây là chiếc xe Sachia nha các bạn nha. Và anh khách hàng này rất là chịu chơi, lên bilet Kenzo S900 Pro cộng laser các bạn nha. Cốt 75W, pha 100W. Đó, có hai nhân led off ram trợ pha và một cái chip led và một chiếc led laser nữa các bạn nha. Rất là khủng ha. Với như cái quả bi này hiện tại đang là đỉnh nhất của hãng Kenzo luôn các bạn nha. Đó. Hiện tại đây là quả bi đỉnh nhất luôn ha. Và các bạn đợi mình tí xíu nữa đi thì mình sẽ test ánh sáng cho các bạn xem. Tầm giờ, bây giờ là cũng vừa sắp tối rồi nhưng mà ánh sáng chưa ra hoàn hảo đâu các bạn. Tối cực tối luôn, ánh sáng bi led Kenzo S900 nó sẽ ra hoàn hảo luôn nha các bạn nha. Đó. Ok, và đầy đủ những tính năng ha. Và tặng anh trai cái mắt quỷ chỉnh trên app điện thoại luôn. Và anh thích là màu solar các bạn. Mắt quỷ với lại đờ mi là nó sẽ ghi với nhau nên mình sẽ mặc định màu solar cho anh luôn ha. Vòng như thần, vòng anh chơi BM lúp luôn các bạn. Đó, vòng BM lúp nha các bạn nha. Đó, rất là khủng các bạn ơi. Đây đó, đây là cái tâm laser nằm trên đây các bạn. Rồi, đối với cái chó đèn của xe Sachia các bạn, Sachia 150 ha. Raider rồi đó, giống như nhau các bạn. Sẽ cho ra hàng hảo nhất có thể luôn các bạn nha. Cốt lẫn pha đều cho ra ánh sáng thật 100% hết, không cả ánh sáng luôn các bạn ha. Đó, hiện tại là mình đang chỉnh full hiệu ứng nè, chỉnh màu em ơi. Ví dụ sau này anh không thích màu nữa, không thích hiệu ứng nữa thì có thể anh mặc định một màu được các bạn. Đó, hiện tại màu trắng nè. À, màu khác nè. Màu tím hồng cánh sen nè, màu khác luôn em. Đó, màu vàng nè các bạn, rồi nữa luôn em. Đây là combo mình tặng anh riêng nha các bạn, xanh ngọc nè. Đó. Đó, ok ha, xanh lá nè. Quả bi này bằng tiền một chiếc xe Honda Way rồi đó các bạn, mà mua cũ nha các bạn. Màu đỏ nè các bạn, rất là khủng nha các bạn. Rồi, các bạn đón xem cái tâm laser nó khủng cỡ nào nha. Đó, xe này các bạn ha, lên vì quá chất ha. Rồi, ok, và đầy đủ vaccine thì vaccine mình cho nằm vị trí bên đây ha, dễ bấm. Thao tác dễ bấm nha các bạn nha. Và đây là tắt mở đèn, code pha ha các bạn ha. Rồi, ok. Code pha đây. Rồi, ok. Và các bạn xem video test sáng nha. Rồi, ok, anh mở đèn anh. Và đây là ánh sáng code của bilet Kenzo S900 Pro các bạn nhé. Lắp cho chiếc xe Sachia 150 ha. Đó, các bạn đang thấy ở chế độ code thì công suất đạt 75W các bạn ơi. À, anh quay bên trái xíu thôi. Quay bên trái này. Đó. Thì cái pin này nó quan trọng nhất là nó có một tính năng là laser các bạn nhé. Pha công suất đạt 85W chưa có laser. Đó là hai nhân led trợ pha off ram các bạn nhé. Và khi mà mở lên công suất có laser luôn thì đạt tới 100W các bạn nhé. Để ngay giữa em luôn, ngay giữa. Rồi ok, pha luôn anh. Cái pha tâm laser này các bạn sẽ nhìn thấy ở khoảng cách là khoảng hơn một cây số các bạn nha. Rất là xa các bạn ơi. Tâm laser nha. À, anh quay cái tâm laser vô cái chiếc xe màu trắng giùm em luôn để cho các bạn dễ thấy. Đó. Quay bên phải xíu luôn, phải luôn. Đó. Cái tâm laser các bạn thấy không? Nó ra rất là đậm, các bạn bên ngoài cảm thấy rất là đậm các bạn. Và anh trai có trang bị thêm một cây trời sáng là 4X nữa, hàng phay nữa, làm bên tay trái nữa các bạn ơi. Đó. Nè, cho bạn thấy không? Đó, cái tâm laser nè các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn thấy ngay cái con mắt của chiếc xe màu trắng này, các bạn nhìn thấy hình dung được cái tâm laser ha. Và thấy quá đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, cái tâm này cách xa tầm khoảng một cây số hơn vẫn thấy rõ ràng các bạn nha, tại vì đây là laser các bạn. Đây là quả bilet. Đây bilet đặc biệt nhất của hãng Kenzo ha. Rồi tắt pha. Đó. Có thì cho ra ánh sáng thật 100%, không cả ánh sáng nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy tâm đường ha, rất là đậm luôn. Rồi ngay giữa giùm em luôn. Đó. Đó, mình thấy không? Rất là đậm, tắt đèn luôn anh.
đèn các bạn thấy không? Mình đang thử cho một cái đường tương đối tối nha các bạn, tại vì có ánh đèn những dòng mở xe dạ vô nữa. Rồi mở đèn lên nè, nó ánh sáng nó đạt quá đỉnh luôn các bạn ơi. Đây là bi cao cấp nên các bạn yên tâm, khi bạn mà lên quả bi này á, có tiền quên gói về thì khỏi bàn luôn các bạn. Quá trời chất lượng và chế độ và tính năng ha, tính năng laser nữa rất là khủng ha. Rồi ok, tắt đèn luôn. Rồi tính năng vaccine ban ngày, vaccine ban ngày đây, vaccine luôn, nhanh lên luôn, nhanh lên luôn. Có một chiếc ô tô vào các bạn, câu tiết ô tô chạy vào để mình cho các bạn xem đèn xe của ô tô đây. Đó các bạn thấy không, cái đèn xe của ô tô các bạn thấy không, đó chiếc này Mazda đó các bạn, Mazda đó các bạn thấy không, đèn tối thui luôn các bạn thấy không. Rồi mở đèn lên nè, đó các bạn thấy không, nó gấp khoảng chừng 7-8 lần so với cái đèn ô tô các bạn thấy khủng không. Đó ok, và tính năng code thôi các bạn. Đó ok rồi, pha cái nước anh pha cho các bạn thấy nữa một lần nữa coi. Quá ngon các bạn ơi, quá khủng các bạn ơi, quá khủng khiếp luôn. Đây là đường Phạm Văn Đồng các bạn, các bạn nhìn thấy ở ngoài đường ha, nó thui ha. À nhìn thấy cái đèn mình nè, ồ ghê không, tắt pha đi anh. Rồi ok, cảm ơn anh khách hàng đã ủng hộ shop rất là nhiều nha, bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha các bạn. Đó rồi, cảm ơn các bạn.